Đây là đường Võ Văn Tần, đoạn 2 chiều của quận 3 nha các bạn. Cũng gần chợ vườn chuối đó. Thì trên con đường tấp nập như thế này, rất là đông xe cộ qua lại. Thì sẽ có những mảnh đời, những cái cuộc sống không vội vã, không ngồn ngào. Bằng từng ngày, bằng sức lao động của mình, bằng cái sự chăm chỉ của mình, vẫn buôn bán, chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món cháo sườn được rất là nhiều người ưa chuộng trong cái món ăn đường phố tại Sài Gòn. Xe đẩy này là xe đẩy bán cháo sườn cho trẻ em và cho những người mà thích ăn cháo, hoặc là những người già hoặc là đau bệnh. Thì ở Sài Gòn thì cái loại hình món ăn đường phố và những cái xe đẩy này rất là thông dụng, nhỏ gọn, rất là nhiều, được nhiều dân tỉnh hoặc là những người mà bằng đường công việc thường hay ghé mua những cái món như thế này để cho tiền trên đường đi. Đây, cái xe đẩy của anh chỉ dừng bên hè con phố thôi, trước những cái quán, những cái shop. Mỗi ngày thì mẹ anh bán buổi sáng và anh bán buổi chiều tối, 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng và 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Nếu muốn ăn cháo sườn ở đây thì các bạn có thể tới trước số 295 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, ngay cái hẻm 291 nha các bạn. Nhà anh bán ở khu vực này được bao lâu rồi anh? Bán được mấy năm rồi ạ? À? Mấy năm ạ? À? Dạ khoảng 3 năm. Trước đây là có ai bán không anh? Trước đây thì có mẹ em bán tuyến này khoảng 20 năm rồi, nhưng mà là đi xe máy. Là mẹ anh bán bằng xe máy là đã 20 năm rồi. Dạ. Thêm anh 3 năm nữa là 23 năm đó. Dạ. Thì cô giờ còn bán không anh ha? Mẹ em thì bán buổi sáng, còn buổi chiều là mẹ em chuyển lại cho em bán buổi chiều lại ở đây. Rồi. Mình bán từ khung mấy giờ đến mấy giờ anh ha? Buổi sáng thì em bán từ 6 giờ tới 10 giờ, còn buổi chiều em bán từ 3 giờ tới 6 giờ tối. Này chỉ có chừng đó thôi vậy thôi. Dạ. Một ngày bán một nồi hả anh? Một buổi bán một nồi. Là một ngày hai nồi, hai mẹ con hai nồi đó. Dạ. Cái cơ duyên nào mà mình bán cháo sườn mà mình không bán món khác anh hả? Tại vì món này là món của ngoài Bắc chứ không phải ở trong Nam. Là mình là người Bắc. Dạ. Là cái món này là cái ẩm thực của miền Bắc. Dạ. Theo cái truyền thống của người ở ngoài vùng đó. Dạ. Thì bình thường là ai nấu anh ạ? Trước đây thì mẹ em nấu, còn bây giờ là em nấu. Là mẹ truyền cho anh luôn. Dạ. Thì nếu mà mưa gió thì sao anh? Thì bán ngoài đường như thế này thì mưa gió thì sao? Mưa thì em căng dù lên thôi, còn nếu mưa lớn quá thì em đẩy lên trên vỉa hè, tại vì trước cửa họ cho mình đứng. Nhà mình ở xa đây không anh? Nhà em ở quận 12. Nhà ở quận 12. Dạ. Thì mình bán ở đây lâu rồi thì có khách quen không anh? Dạ, hầu như là khách quen của mẹ em trước đây. Khách quen của mẹ em. Dạ, và không có người đi đường nữa. Sườn của anh nè, rất là nhiều thịt. Cùng buổi chiều anh bán một cái nồi như thế này. Cô ăn cháo nào không? Đây là khách mới ghé mua của ủng hộ anh đây. Cô chắc đón con đi học về. Lấy sườn thôi nha cô.
Con có hay mua ở đây không con? Con biết lấy cái xe cháo trường này lâu chưa con? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi con? Từ lúc bé này học mẫu giáo giờ là mười mấy, gần 20 năm rồi. Dạ. Thích ăn cháo sườn này. Bé chưa học mẫu giáo là cô đã biết cái xe này rồi. Đây khách quen là hơn 20 năm rồi của cái xe cháo sườn trên con đường vội vàng của Sài Gòn đây các bạn. Ghé đây mua cháo sườn không chị? À, cái lưỡng mở là tại có bữa thì chị đi sớm, bữa chị đi trễ, hay bữa chị đi trễ mà gặp em thì ra rồi thì chị cứ mua được. Mua cho cháo mới có 15 tháng hơn. À mua cho em bé. À. À chị thường hay mua cháo bột hay là cháo? Dạ. Yeah. Chị thấy cháo đây ngon không ạ? Thấy bé nó ăn cũng được, nhưng mà đừng có ăn không hết tại cái độ tuổi của nó nhỏ. Chị thấy giá ở đây thế nào chị? Giá đây bình dân nhưng mà. Dạ. Yeah. Coi cái nồi cháo của anh tên gì ạ? À, em tên Việt. Anh Việt là mẹ anh tên gì? À, mẹ em tên Thiện ạ. À. À, một nồi cháo thì mình nấu ở nhà thì nấu trong bao lâu anh Thiện ha? À, cháo bột thì mình nấu trong khoảng 45 phút. Còn cháo hạt lớn thì nấu lâu hơn, khoảng nửa tiếng hơn một tiếng. Dạ. Yeah. Thì cháo hột là trong cái nồi này. Và cháo bột cho em bé là cái này. Dạ. Yeah. Thích hợp cho em bé hơn. Thì mình nấu sẵn hết rồi. Yeah. Sườn với lại nêm nếm hết rồi. Yeah. Là mình chỉ có thêm gia vị là hành với lại ngò thôi đúng không anh? Dạ yeah, đúng rồi. Đa số thì người lớn ăn cháo bột là nhiều. Yeah. Dễ ăn hơn hả? Không phải dễ ăn mà là cháo bột ở đây nó ít bán. Tại vì nói thật ra cháo sườn là cháo bột mới là đúng là cháo sườn. Còn là cháo hạt lớn bây giờ là giới trẻ nó mở ra thì nó không thể nào quậy được cháo bột. Tại vì cháo bột quậy rất là khó. Nếu quậy không được thì nó sẽ đóng cục. Và họ khách ăn sẽ không thấy ngon. À. Còn cháo hộp thì mình nấu đơn giản tại vì cháo thì mình không phải xay với cả quậy, nó cũng bình thường, nó không có nhiều cái công đoạn như là cháo bột. Rồi. Đây. Đây các bạn nhìn kỹ đây, sườn ở trong nồi cháo rất là nhiều. Đó. Cái hũ nhỏ nhỏ bên kia nước này cái gì đó anh Việt ạ? À, cái này là nước thịt bằm đó anh. Nước thịt bằm. Hầu như là nước thịt bằm này chỉ có là em có thôi, còn những người khác ăn cháo sườn là không có thịt bằm này. À, chỉ là thịt gia truyền của nhà mình. Dạ. Theo công thức riêng. Đa số khách là thích thịt bằm của em. Cái nồi cháo của anh Việt và con Hiện rất là mỗi buổi sẽ có một bán hết một nồi cháo thế này. Cháo sườn, bột và cháo hồn nha các bạn. Và sẽ bán cho mang về thôi. Thì cái hộp này mang về hoặc là cái ly này mang về thì giá chỉ có là 10.000 hoặc 20.000 thôi. Đây là những gia vị đơn giản làm sẵn của món cháo sườn. Đây. Cái bì mang về. Trước cái số 295 Võ Văn Tần. Cháo sườn liên tục. Cái
xe đẩy cháu Sườn của anh Việt và mẹ là cô Thiện thế này, được thiết kế rất là gọn gàng thế này, một cái cửa mở ra để bỏ thang và bỏ cái nồi thang nóng thế này để cháu có thể luôn nóng, và đây là đặt cái nồi và phía trên là để mấy cái ly, mấy cái hộp để mua cháo và bì. Đừng là nhà mình ở quận 12 nhưng mà tại sao mình không bán gần nhà cho tiền anh? Tại vì mẹ em bán hơn 20 năm ở trên này rồi, khách cũng quen ở trên này nên em bán ở trên này. Thì sao mình không thuê mặt bằng hoặc là kiếm mấy chỗ cố định để mưa nắng mình khỏi ướt? Tại vì mặt bằng ở trên này thì nó thiệt là rất là cao, em vô Sài Gòn thì nhà không có, cũng không có đủ khả năng để thuê mặt bằng cho quận 3. Em mở xe cháo này nhất mô hình do là khách mua chủ yếu là mang đi, đâm ra là nó cũng gọn. Thứ hai mình đứng ở đây lâu rồi, nhiều khi các cửa hàng nó cho mình đứng ké khoảng trong khoảng thời gian ngắn, khoảng cứ 2 đến 3 tiếng là mình đi, nên cũng không có cản trở gì tới mặt bằng của cửa hàng.